Sao nó không chịu ăn vậy các bác ơi? Hamster em mới bắt được ạ. Hamster bắt. Vãi nhìn như chuột tống vậy. Hamster. Trong này là ác ý không phải hamster đâu. Bác muốn nuôi thì skip Google các dòng chuột nhé. Vậy thì nó là hamster đuôi dài. Hamster cống hạ bác. Hamster đuôi dài. Má tôi cam đoan đó là con chuột cống. Hamster đuôi dài. Trời má, con này là chuột nhất đó bố. Hamster mà. Hoặc đó là Dumbo rat. Hamster là hamster. Con này amateur chứ hamster cái chó gì. Hamster. Tên khoa học là Podoput zoboszoski. Con này chuột cống, chuột nhắt chứ hamster gì mà đuôi dài như thế. Thì là hamster đuôi dài, con người cũng có ngắn có dài huống chi con chuột. Con người khác con chuột ông ơi, hamster làm gì có đuôi dài. Giờ thì có rồi đó. Hamster nhà bạc giống con nhà em quá, chắc cũng là giống hamster đuôi dài phải không ạ? Không, con bác là chuột cống đó ạ. Nó là chuột cống mà. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Yo ai mo.